Đường xuyên Trường Sơn, tác giả Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, giọng đọc Hải Yến, số 26. Đầu xuân Giáp Dần, ngày 21 tháng 2 năm 1974, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Trường Sơn họp. Đây là phiên họp đầu tiên của Đảng ủy mới kể từ sau khi tuyên bố tổ chức các sư đoàn binh chủng. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả các mặt công tác từ đầu mùa khô 1973-1974, phổ biến biên chế tổ chức mới, quán triệt tình hình nhiệm vụ mới, thông qua chỉ tiêu kế hoạch công tác tháng 3, sớm kết thúc kế hoạch mùa khô. Đảng ủy cử anh Hoàng Thế Thiện, chính ủy, làm bí thư. Đầu tháng 3, tôi quyết định đi thực địa một đợt dài ngày kiểm tra các đơn vị thi công đường Đông Trường Sơn, chủ yếu quãng từ Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị, vào Khâm Đức, tỉnh Quảng Nam, đồng thời làm việc với Bộ Tư lệnh các chiến trường, hiệp đồng kế hoạch chi viện nhằm đáp ứng tình hình phát triển nhanh. Đang lục tục chuẩn bị lên đường thì đoàn cán bộ của Bộ Giao thông Vận tải do anh Đặng Hữu, lúc đó là chủ nhiệm khoa cầu đường trường đại học xây dựng, dẫn đầu vào. Anh Đặng Hữu hồ hởi nói: "Theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Trường Sơn, anh Phan Trọng Tuệ phái tôi cùng một số cán bộ kỹ thuật vào giúp các anh duyệt thiết kế một số đoạn đường phức tạp. Cùng vào với anh Đặng Hữu có khoảng 50 kỹ sư cầu đường. Số anh em này có quyết định tăng cường cho công binh Trường Sơn. Tôi quyết định lùi chuyến đi một ngày và cho mời ngay các anh Phan Quang Tiệp, Hoàng Đình Luyến tới cùng làm việc với phái đoàn của Bộ Giao thông Vận tải." Tôi nói với anh Đặng Hữu: "Rút kinh nghiệm của thời kỳ kháng chiến chống Pháp và những năm chống Mỹ vừa qua, lần này xây dựng đường Đông Trường Sơn, chúng tôi muốn bám sát chân núi, muốn đi trên đỉnh đồi kiểu yên ngựa. Toàn tuyến có những đoạn phức tạp nhất là khu Khe Gát, Quảng Bình vào hướng Lập, Quảng Trị, từ Đắc Rông, Quảng Trị vào A Lưới, Thừa Thiên, từ Bù Lạch, Thừa Thiên vào Đắc Pét, Kon Tum. Ở những đoạn này, khối lượng đất đá phải đào đắp bạt xả ta luy rất lớn, có nơi hơn 200.000 mét khối một cây số. Các anh cố giúp ở những đoạn khó." Nhân thể tôi kể anh Đặng Hữu nghe, trong một lần về làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, có Thủ trưởng Bộ và một số cán bộ Viện Thiết kế Giao thông. Khi chúng tôi trình bày luận chứng kinh tế kỹ thuật về tuyến đường này, các anh ở Viện Thiết kế Giao thông nói: "Mở đường tiêu chuẩn cấp 4 miền núi mà đi theo hướng tuyến công binh Trường Sơn chuẩn bị thì ở miền Bắc, từ kháng chiến chống Pháp đến nay chưa nơi đâu làm. Bởi lẽ, nền đường mở càng rộng, ta luy dương càng cao, gặp mưa lũ thì khối lượng sụt lở càng lớn, phải 5 hoặc 6 năm sau ổn định dần mới đỡ sụt lở." Nghe vậy, anh Phan Trọng Tuệ nói luôn: "Các đồng chí ở Viện Thiết kế nói vậy là có thực tế, nhưng không sao, đã chấp nhận làm đường miền núi lại đòi không sụt lở là điều không tưởng. Vấn đề đặt ra là phải có biện pháp kỹ thuật để hạn chế sụt lở. Bộ sẽ phái chuyên gia vào giúp công binh Trường Sơn. Nay lời hứa đó đã được thực hiện. Chúng tôi vô cùng cảm ơn anh Phan Trọng Tuệ, cảm ơn các anh đã vào. Tôi đề nghị anh Đặng Hữu và đoàn của Bộ xuống trực tiếp giúp sư đoàn 473, sư đoàn chủ lực cầu đường xem xét góp ý kiến và duyệt một số điểm làm mẫu. Sau đó kỹ sư, cán bộ kỹ thuật của chúng tôi sẽ tự lo liệu. Vào thời điểm này, trên tuyến đã có tới 250 kỹ sư cầu đường, phần đông do Bộ Giao thông Vận tải đưa vào. Có một số giữ trọng trách sư đoàn trưởng, trung đoàn trưởng. Số còn lại là cán bộ khảo sát thiết kế. Đây thực sự là lực lượng giường cột của công binh Trường Sơn. Nghĩ tới sự trưởng thành của tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, đặc biệt là bước chuyển lớn về thế trận cầu đường, chúng tôi càng biết ơn anh Phan Trọng Tuệ, cựu tư lệnh bộ đội Trường Sơn. Anh Tuệ vốn là một chiến sĩ cách mạng miền Bắc vào hoạt động ở đồng bằng sông Cửu Long
gắn bó máu thịt với chiến trường khu 9 thời đánh Pháp, hết lòng hết dạ vì miền Nam những năm đánh Mỹ và càng nhiều duyên nợ với đường Trường Sơn. Đối với việc làm đường tiêu chuẩn, anh ủng hộ chúng tôi hết lòng, tăng cường cho tuyến nhiều kỹ sư cầu đường, xe máy, ban 67 và cả kinh nghiệm tổ chức chỉ đạo. Chúng tôi cũng không thể quên được công lao của các anh Nam Hải, Tường Lân, Lê Ngọc Hoàn, những người đã lặn lội vào Trường Sơn từ rất sớm, vai ba lô, chân trần, lội suối trèo đèo, sẻ chia cùng bộ đội Trường Sơn những cơn sốt rừng khủng khiếp để khảo sát xác định được nhiều tuyến có giá trị. Đoạn đường từ Bù Lạch đi Trao mà anh Nam Hải trực tiếp cùng công binh Trường Sơn thị sát và định hướng từ mấy năm trước. Nay chúng tôi đang phát triển thi công. Chúng tôi cũng luôn tâm niệm nói tới đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh mà không nói tới đóng góp to lớn của lực lượng giao thông vận tải, trực tiếp là Ban 67, là phi thực tế, khó chấp nhận. Ban 67 ra đời từ năm 1967, khi Mỹ tăng cường đưa quân viễn chinh vào miền Nam và đánh phá miền Bắc ác liệt hơn. Đây là một đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải, được phối thuộc một bộ phận thanh niên xung phong. Thời gian đầu, Ban 67 do các anh Phan Trầm, Nguyễn Bát phụ trách. Về sau có anh Phan Như Cảnh, anh Cảo, anh Lê Ngọc Hoàn là những cán bộ kiên cường, có năng lực tổ chức chỉ huy và chuyên môn nghiệp vụ. Quân số lúc cao nhất xấp xỉ 10.000 người, tương đương một sư đoàn. Bộ Tư lệnh Trường Sơn xem Ban 67 là lực lượng công binh thực thụ, có trình độ kỹ thuật chuyên môn cực vững, cực kỳ dũng cảm, mưu trí sáng tạo trong mở đường, bảo đảm giao thông ở nhiều trọng điểm trên đất Quảng Bình trong những năm địch đánh phá quyết liệt nhất. Họ là lực lượng chủ công mở đường 20 quyết thắng, con đường tạo cảm hứng sáng tạo cho biết bao văn nghệ sĩ, cùng lực lượng giao thông Quảng Bình, Vĩnh Linh nâng cấp đảm bảo giao thông đường 15, đoạn từ Khe Ve đến Vĩnh Linh, đường 12, đoạn từ Tân Ấp đến Mụ Dạ. Trong những năm tôi làm chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Tiền phương kiêm Tư lệnh Đoàn 559, Ban 67 là lực lượng phối thuộc của Tổng cục Hậu cần Tiền phương. Khi Tổng cục Hậu cần Tiền phương chuyển thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn, Ban 67 chuyển sang phối thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn cho đến kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cũng như Ban 67, Bộ Tư lệnh Trường Sơn đánh giá cao lực lượng giao thông tỉnh Hà Tĩnh do anh Lê Quang Đạt phụ trách, lực lượng giao thông tỉnh Quảng Bình do anh Lại Văn Ly phụ trách và lực lượng giao thông Vĩnh Linh do anh Trần Đồng phụ trách. Ba lực lượng này đã kết thành một khối vững như bê tông cốt thép, giữ vững mạch máu giao thông ở một địa bàn vô cùng ác liệt, nối liền với tuyến 559. Những ngày sau đó, tôi phân công các anh Phan Quang Tiệp, Hoàng Đình Luyến, đưa anh Đặng Hữu xuống làm việc trực tiếp với sư đoàn 473, đồng thời giao Cục Chính trị nghiên cứu phân bổ 50 kỹ sư cầu đường cho các đơn vị và không quên nhắc cơ quan hậu cần cấp ngay tiêu chuẩn quân trang cho số anh em này. Bố trí xong chương trình làm việc của đoàn cán bộ vừa vào, tôi cùng anh Dương Đình Tạ và một số sĩ quan tham mưu, công binh bắt đầu chuyến công tác dài ngày. Điểm đầu tiên là Sư đoàn Công binh 478, các anh Tô Đa Mạn, Cao Đôn Luân đưa chúng tôi xuống trực tiếp nghe Ban Chỉ huy Trung đoàn 99 báo cáo phương án bắc cầu treo Đắc Rông. Cầu treo Đắc Rông do Cục Công binh Bộ Tư lệnh Trường Sơn chủ trì thiết kế, có sự tham gia ý kiến của một số kỹ sư cầu đường, Bộ Giao thông và anh Tâm, Phó Tiến sĩ chuyên ngành cầu, Trường Đại học Xây dựng. Cầu có sức chịu tải H13, đảm bảo cho xe hạng nặng qua lại dễ dàng. Hôm sau, chúng tôi qua phía nam sông Đắc Rông, theo đường công vụ vào thăm một số công trường do các trung đoàn 6, 217, 509, 592 và một số thanh niên xung phong Hà Bắc thi công. Toàn bộ lực lượng này được giải ra từ nam cầu Đắc Rông vào đến A Lưới. Đây là đoạn trọng điểm,
khối lượng thi công lớn nên được chúng tôi ưu tiên cả nhân lực cũng như phương tiện, xe, máy, vật tư, đặc biệt được trang bị một số máy Komatsu để thi công. Qua kiểm tra tôi được biết, công tác tổ chức chỉ huy của các đơn vị rất tốt, công tác bảo đảm hậu cần khá chu đáo, cấp dưỡng mang cơm trưa ra hiện trường cho bộ đội. Không khí lao động trên công trường tràn đầy sức trẻ. Bộ đội thanh niên xung phong chung sức bạt núi san đồi, vừa làm vừa hát hò sôi nổi. Tối đến, nhiều đơn vị còn lén ở lại để làm thêm. Tiến độ thi công thay đổi từng ngày. Hằng ngày vào 18 giờ, tất cả các tổ chuyên nổ mìn được lệnh phát hỏa đồng loạt. Mìn nổ kéo dài trong vòng nửa giờ, đảm bảo đủ khối lượng cho xe, máy và các lực lượng lao động thủ công làm cả ngày hôm sau. Vào quãng thời gian đó, nhìn những ánh chớp, tiếng nổ liên hồi, núi rừng rung chuyển, không ít người liên tưởng đến cảnh máy bay B-52 ném bom giải thảm mấy năm về trước, cũng chính ở những cung đường này. Vào một buổi sáng, Chính ủy Trung đoàn 6 Cao Xuân Hùng hướng dẫn chúng tôi thăm một đại đội đang bạt xả ta luy và san sửa nền đường. Tại hiện trường, tôi thấy hai tiểu đội đang đứng ở sườn núi cao chừng 30 mét, xả đất đá xuống. Trên nền đường có hai tiểu đội khác đang đón đợi để hót đất đá vào sọt hoặc bao tải, khiêng chuyển sang lấp nơi khác. Thật là một cảnh tượng lao động quá mức thủ công, nghịch cảnh với những cỗ máy hút hiện đại kề cận. Tôi nói với đồng chí đại đội trưởng, người ở trên xả đất đá xuống, dưới lại có người đứng chờ, sẽ có hai điều bất lợi, vừa không an toàn, vừa tăng giờ chết. Tại sao không dùng xe cải tiến thay cho khiêng cáng bằng bao tải sọt? Xe cải tiến thì nào chúng ta có thiếu? Cần từng bước giảm nhẹ thủ công cơ bắp, giảm nhân lực, tăng công cụ cải tiến để không ngừng nâng cao năng suất và đảm bảo an toàn lao động. Trưa hôm đó, chúng tôi cùng đơn vị ăn cơm ngay mặt đường, buổi chiều đến kiểm tra một đại đội máy hút làm việc. 6 chiếc Komatsu đang thi công theo chiến thuật tác chiến đội hình 3 thê đội, tiến công dứt điểm từng đoạn theo thiết kế. So với kiểu thi công đơn lẻ trước đây, thi công theo cách này, năng suất tăng 30%. Sau khi quan sát bộ đội thi công, tôi góp ý. Với địa hình hoàn toàn đá thì dùng mìn phá, sau đó chỉ sử dụng máy hút. Với địa hình hoàn toàn đất, chỉ dùng máy hút. Nhưng với địa hình đất đá lẫn lộn, nên sử dụng một lượng thuốc nổ nhất định, sau đó dùng máy hút. Như vậy, vừa tiết kiệm máy, vừa tiết kiệm lao động thủ công, lại nâng cao năng suất. Cán bộ sư đoàn trung đoàn đi cùng hoàn toàn nhất trí những điều tôi góp ý và hứa cho triển khai ngay. Anh Cao Đôn Luân vui vẻ nói. Với tư tưởng tiến công, tư lệnh nhìn vào đâu cũng phát hiện ra nhiều thiếu sót của chúng tôi. Cũng theo đường công vụ, hôm sau chúng tôi vào kiểm tra trung đoàn 542, một đơn vị có thâm niên và bề dày công trạng, đang đứng ở cao điểm Peke, đảm trách một địa bàn khá hiểm yếu. Trung đoàn được tăng cường hơn 1.000 thanh niên xung phong quê Hà Bắc do một nữ đồng chí tên là Hiền phụ trách. Già nửa số thanh niên xung phong là nữ, tuổi đời từ 17 đến 22. Hầu hết đã tốt nghiệp phổ thông cấp 2, một số tạm rời ghế trường cấp 3, xung phong vào Trường Sơn. Chứng kiến họ vừa đào đất cất gỗ, vừa cười nói trêu chọc cánh lính lái xe, mới thấy mọi gian nan vất vả với tuổi trẻ chẳng nghĩa lý gì. Peke vốn là một trọng điểm mà địch đánh phá liên tục trong nhiều năm trước. Giờ đây, nếu có chấn động mạnh, các sườn núi thường bị sạt lở, đất đá bất thần ập xuống, rất nguy hiểm cho người làm đường. Vận dụng sáng tạo phương pháp của Trung đoàn 98, ở đây, bộ đội và thanh niên xung phong đã thi công cắt tầng theo 3 bậc để khỏi phải đẩy đất đá nhiều lần. Với riêng tôi, đây là một kinh nghiệm hay, độc đáo. Tuy vậy, điều mà tôi cần nhắc nhở trung đoàn là không nên bố trí lao động, đặc biệt là nữ thanh niên xung phong, làm ở tầng 3 và tầng 1 vì không đảm bảo an toàn. Tầng 3 dễ sụt lở,
tầng 1 dễ bị vùi lấp. Tốt nhất nên chuyển tiểu đoàn nữ thanh niên xung phong ra làm móng và mặt đường. Chiều hôm đó, chúng tôi cùng ăn cơm với tiểu đoàn nữ thanh niên xung phong. Bữa cơm rừng tuy đạm bạc, nhưng có bàn tay phụ nữ nên rất ngon lành. Canh lá bứa rừng nấu với cá suối, rau dền, rau cải đều do chị em tăng ra, có thêm cá cơm khô rang, thịt lợn. Vui chuyện trong bữa cơm, tôi hỏi chị Hiền. Chị em vào đây được bao lâu? Thưa, hơn một năm rồi ạ. Làm đường vất vả, sinh hoạt nơi rừng thiêng nước độc thiết này, mọi người kiến nghị thắc mắc gì không? Thưa tư lệnh, không ạ. Chỉ tội là mắc bệnh hay cười, có lúc cười rung cả lán. Chị đoàn phó ngồi cạnh Hiền rụt rè nói, nếu có bổ kết, thủ trưởng cho chúng em một ít. Tôi quay sang nói với anh Cao Đôn Luân cho người ra hướng Hóa hoặc Đông Hà mua cho chị em. Thứ này ngoài đó đâu có thiếu. Anh Cao Đôn Luân hứa tuần sau sẽ mang vào. Nghe vậy, chị em ồ lên, vỗ tay đấm lưng nhau thủm thủm, cười như nắc nẻ. Thấy cảnh đó, trong tôi đan xen những buồn vui khó tả. Giờ đây, khi mà biết bao phương tiện thông tin đại chúng suốt ngày phô trương quảng cáo các loại mỹ phẩm hào hạng, chăm chút, làm đẹp cho từng sợi tóc, góc con người của các cô gái, tôi lại thắt lòng nhớ về chút đòi hỏi nhỏ nhoi của những cô gái thanh niên xung phong ngày ấy ở Trường Sơn. Khi mới vào tuyến, những mái tóc con gái đồng chiêm tuổi 18 đôi mươi mượt mà hương bưởi hương chanh, nhưng sau vài trận sốt rét rừng chỉ còn lơ thơ vài sợi. Và giờ đây còn bao chị em trong số họ đi gần hết cuộc đời vẫn không chồng không con. Từ ngày thành lập tuyến chi viện chiến lược đến đầu năm 1974, đã có hàng chục nghìn thanh niên xung phong từ mọi miền quê vùng đất Bắc có mặt ở Trường Sơn. Một bộ phận không nhỏ trong số họ chuyển thành công binh. Thanh niên xung phong là một trong những lực lượng quan trọng xây dựng cầu đường, bảo đảm giao thông, làm giao liên, đánh địch. Anh chị em vô cùng dũng cảm, mưu trí, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đặc biệt là mở đường, bảo đảm giao thông, bốc xếp hàng hóa. Tôi đã chứng kiến một trung đội nữ thanh niên xung phong do cô Liệu phụ trách bảo đảm giao thông ở ngầm Ta Lê để kịp giải tỏa trọng điểm. Trong khi chưa kịp đóng cọc tiêu, chị em đã dàn hàng ngâm mình dưới nước sâu chảy xiết, biến mình thành cọc tiêu sống, hướng dẫn xe qua ngầm dưới mưa bom bão đạn. Trên tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn, thanh niên xung phong là lực lượng cổ vũ mạnh mẽ mọi binh chủng, là tấm gương có sức thuyết phục mạnh mẽ những ai dao động trước thử thách hiểm nguy. Đặc biệt, ở Trường Sơn, nữ thanh niên xung phong không phải là phái yếu như nhiều người thường nghĩ. Trái lại, họ là phái mạnh. Bằng sức lao động dẻo dai, dũng cảm, thông minh, nữ thanh niên xung phong đã xây dựng biết bao công trình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên tuyến đường mang tên Bác. Đất nước cũng như bộ đội Trường Sơn mãi mãi ghi công những nam nữ thanh niên xung phong đã cống hiến máu xương, trí tuệ, sức lực, cống hiến cả một thời xuân sắc vì sự sống của những con đường trường tồn cùng dân tộc, vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Chia tay tiểu đoàn nữ thanh niên xung phong, chúng tôi vào thung lũng A Lưới, Thừa Thiên, nơi nhiều năm là căn cứ quan trọng của tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn phục vụ cho chiến trường Trị Thiên, Bắc khu 5, nơi mà bộ đội Trường Sơn cùng quân và dân Trị Thiên đánh bại ba cuộc hành quân càn quét quy mô lớn của Mỹ ngụy. Vào A Lưới, chúng tôi làm việc với Trung đoàn 217 và một tiểu đoàn thanh niên xung phong đang thi công quãng đường này. Tại đây, đường cũ được mở qua địa hình thấp, sình lầy. Trong phương án thiết kế mới, đường sẽ được đưa lên chân núi phía đông. Do địa thế của địa bàn A Lưới
Bộ Tư lệnh quyết định ưu tiên tập trung thi công đoạn đường này đồng bộ cả cầu cống Vĩnh Cửu, giải nhựa mặt đường xong trong năm 1974, xong lúc nào sẽ thống nhất cùng địa phương đưa nhân dân, chủ yếu là đồng bào Vân Kiều, về ổn định sinh hoạt, sản xuất. Với chủ trương đó, chúng tôi đã tăng cường cho Trung đoàn 217 một đại đội 36 chiếc xe ben, một số máy lu, máy gạt, xe tưới nhựa đường. Khảo sát thấy suối A Lưới có nhiều sỏi, nên khi thiết kế làm móng đường đã nảy sinh mấy loại ý kiến khác nhau. Một là dùng toàn sỏi, hai là chỉ dùng đá. Riêng ý kiến anh Tô Đa Mạn cho rằng đây nền đường yếu nên khi làm móng, nếu tận dụng đá sỏi cũng phải kết hợp đá dăm, đổ một lớp sỏi dày 50 phân dưới lớp đá dăm cỡ 4 đến 6 phân, dày 20 phân là đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tôi và một số kỹ sư cầu đường đồng ý giải pháp của anh Tô Đa Mạn vì đá dăm cỡ 4-6 có cạnh nhám được lèn chặt với sỏi sẽ có cường độ chịu lực cao. Sau khi trực tiếp xem xét công binh và thanh niên xung phong làm đường, chúng tôi kiểm tra đánh giá bãi sỏi trên suối A Lưới có trữ lượng rất lớn. Mùa khô, nước cạn, sỏi nổi thành cồn đống. Đây là nguồn nguyên liệu tự nhiên khổng lồ. Tại bãi, anh chị em thanh niên xung phong đang hì hục dùng xẻng xúc sỏi đổ lên thùng ben. Theo đồng chí đại đội trưởng báo cáo, thì nếu xúc được một xe sỏi 4 tấn phải cần 6 người, làm cật lực từ 35 đến 40 phút, sỏi nặng, thùng xe cao, xúc được một xe thì chân tay ai nấy rã rời. Thấy vậy tôi hỏi anh Tô Đa Mạn, trong tập huấn đã tính đến phương án dùng ke xả như phương tiện bán tự động, tại sao ở đây không áp dụng? Đồng chí Trung đoàn trưởng Trung đoàn 217 trả lời, báo cáo tư lệnh làm ke xả phải tính đến thế đất dốc, chủ yếu là sườn đồi, ở đây bãi sỏi bằng không làm được. Vậy bãi sỏi dày bao nhiêu? Tôi hỏi tiếp. Báo cáo chúng tôi chưa khảo sát, nhưng nơi mỏng cũng hơn 1 mét. Thấy tình hình không ổn, bởi biết tôi thường đòi hỏi sự sáng tạo của cấp dưới, anh Luân ghé tai anh Mạn thì thầm gì đó, rồi quay về phía tôi. Báo cáo tư lệnh, chúng tôi chưa chỉ đạo đơn vị làm ke xả chứ không phải là không làm được. Tôi vui vẻ nói, đồng chí Trung đoàn trưởng nói cũng có phần đúng. Thực ra cả tuyến và cả những công trình cầu đường trên miền Bắc, từ trước tới nay ta chưa hề làm ke xả nơi địa hình bằng phẳng. Nhưng ở đây ta phải triệt để khai thác mỏ sỏi quý giá này, vừa tiết kiệm được thuốc nổ, máy nghiền và nhân lực để khai thác đá, vừa đẩy nhanh tiến độ thi công. Muốn vậy, phải tìm nơi sỏi tập trung nhất, dùng gỗ tốt, lắp đặt 2 ke xả, cách nhau chừng 150 mét, cho máy ủi vun sỏi thành 2 đống, cao hơn miệng ke xả chừng 2,5 mét. Dùng máy hút GT75 đẩy sỏi vào miệng ke xả. Cấu trúc của ke xả phải giống cầu chui, xe ben vào nhận sỏi xong đi thẳng luôn. Tính cự ly vận chuyển mà bố trí đội hình xe cho hợp lý, không được để xe chờ quá 10 phút. Đại đội trưởng phải dùng bộ đàm chỉ huy cả 2 đầu. Để giải quyết dứt điểm chuyện ke xả, tôi quyết định ở lại A Lưới 3 ngày để theo dõi đôn đốc. Chỉ sau 1 ngày đêm, Trung đoàn 217 đã làm xong 2 ke xả. Chúng tôi cho triển khai hoạt động ngay. Đội hình xe ben 36 chiếc. Tuần tự vào lấy sỏi, xong đi thẳng tới chỗ đổ, không phải quay trở mất thời gian. Mỗi xe có tải trọng 4 tấn, chỉ nhận sỏi không quá 10 phút thay vì 40 phút trước đó. Một công trường đầy tính công nghiệp, hoạt động đồng bộ nhịp nhàng, bộ đội và thanh niên xung phong phấn khởi tột độ, đặc biệt là số anh chị em xúc sỏi vì được giải phóng khỏi một công đoạn vô cùng vất vả. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.